Thưa quý khán giả, không gội đầu trong vòng một tháng đầu sau khi sinh, kiêng nói chuyện, kiêng đọc sách, kiêng xem tivi hay là kiêng đồ chua, và như có đề cập đó là việc liên quan đến vấn đề dinh dưỡng. Đó là quan niệm dân gian để đảm bảo sức khỏe cho các bà mẹ. Tuy nhiên, điều đó có thực sự tốt và có đúng với khoa học hay không? Mời quý khán giả cùng tìm hiểu trong góc nhìn đa chiều ngày hôm nay. Thì cái chế độ ăn của bà mẹ sau sinh khác với cả chế độ ăn bình thường như thế nào ạ chị? Mình phải ăn đậm mỡ nhiều để cho béo được bú, rồi nhiều chất dinh dưỡng hơn nữa. Thì mỗi sáng mình vẫn ăn sáng, rồi trưa mình ăn cơm, rồi uống thêm sữa, rồi ăn thêm trái cây, rồi các loại nữa. Giò heo, hầm đu đủ hoặc là những món rau lan hay gì nữa, ngán mà sợ. Quả thật, với các bà mẹ vừa sinh con, đặc biệt là những người lần đầu làm mẹ, không phải ai cũng đủ kinh nghiệm để có thể chăm sóc cho bản thân và con một cách tốt nhất. Việc kiêng cữ không khoa học trong ăn uống của các bà mẹ sau sinh khiến trẻ rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng, tăng nguy cơ bị thấp còi vì thiếu canxi. Tại Trung tâm Khám Tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, con số này lên tới 40%. Và sau đây là những sai lầm cơ bản nhất. Chỉ ăn cơm với rau ngót và thịt rang nghệ. Quan niệm phụ nữ sau sinh mà chỉ ăn cơm, canh rau ngót và thịt rang nghệ cho lành dạ là sai lầm. Bởi nếu ăn như vậy, bà mẹ sẽ không đủ dinh dưỡng cần thiết cho trẻ. Kiêng đồ chua. Một số quan điểm dân gian cho rằng sau sinh, người mẹ cần kiêng cữ, tránh đồ chua, sợ con sẽ bị tiêu chảy, còn mẹ sau này sẽ bị đái dầm. Thực ra, mẹ không nên kiêng cữ tuyệt đối đồ chua, vì sau sinh, cơ thể mẹ rất cần vitamin C cho quá trình hồi phục cũng như tăng cường miễn dịch chống lại nhiễm trùng. Mẹ có thể ăn trái cây có muối, họ cam quýt. Tuy nhiên, với những thức ăn quá chua thì mẹ nên kiêng cữ vì chúng có thể gây phản ứng sản hậu, tiêu chảy. Ăn thực phẩm nhiều chất béo mới nhiều sữa. Theo quan niệm dân gian, sau sinh, mẹ nên ăn nhiều chất béo như móng giò hầm thì sữa mới nhiều, đặc, dẻo và nhiều chất. Thế nhưng, thực phẩm giàu chất béo sẽ làm mẹ dư năng lượng, tăng cân nhanh chóng, gây béo phì, tiểu đường và làm tăng huyết áp. Mẹ sau sinh tốt nhất nên chọn thực phẩm ít chất béo, kể cả sữa. Nếu dùng sữa, tốt nhất nên dùng sữa tươi ít béo hoặc sữa không đường. Kiêng toàn bộ các loại hải sản. Trên thực tế, việc người mẹ kiêng ăn các loại thực phẩm như hải sản, trứng, tôm, cua, cá khiến trẻ bị mất đi một lượng lớn vi chất dinh dưỡng mà đáng ra phải có trong sữa mẹ. Nếu những ai đã từng làm mẹ thì có lẽ đã từng gặp phải những vấn đề như thế rồi đúng không ạ? Và theo các nhà chuyên môn, sau khi sinh là thời điểm mà người mẹ sẽ thiếu nhiều chất nhất vì đã mất rất nhiều năng lượng, máu và nước trong quá trình mang thai và sinh nở. Sau đây là những điều mà quý vị cần phải tìm hiểu để có cái nhìn thoáng hơn. Nói chung là chị không có kiêng kỵ cái gì hết. Dạ. Không kiêng kỵ gì hết. À đúng rồi, sau khi mà mới vừa đi từ bệnh viện về là chị tắm rửa gội đầu luôn bình thường. Tại vì hồi lúc mà chị trong bệnh viện thì bác sĩ cũng có nói rằng là về nhà cứ tắm rửa bình thường thoải mái thôi, không có cần phải kiêng kỵ gì hết. Ăn uống bình thường thôi nên chị cũng không có kiêng gì hết. Thế bây giờ chị sức khỏe của chị ra sao? Chị vẫn thấy bình thường, không thấy gì hết. Vẫn khỏe mạnh thôi. Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ, nhưng chỉ khi người mẹ được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Vì thế, bà mẹ sau sinh không nên kiêng khem một cách thái quá, không có cơ sở khoa học, gây hại cho sức khỏe của con mình. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người mẹ sau sinh có thể ăn uống lành mạnh như bình thường. Chỉ nên kiêng những thức ăn lên men, chứa nhiều vi khuẩn, hoặc những thực phẩm có quá nhiều mỡ, nhiều gia vị, đồ chế biến sẵn, có chứa chất bảo quản, không an toàn cho trẻ mà thôi. Trong thời gian sau sinh thì các bà mẹ nên lựa chọn những loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng, hợp khẩu vị, thay đổi thức ăn thường xuyên. Một mặt là để lấy lại sức khỏe, mặt khác là việc ăn uống khoa học như thế sẽ tạo ra một nguồn sữa đầy đủ chất để cho con mình luôn được khỏe mạnh và thông minh.